kính thưa đại chúng, thầy xin đọc câu hỏi của bạn Nguyễn Ánh gửi thế này: kính bạch thầy, cuối năm ngoái, người hàng xóm nhà con họ mang đồ nhà họ sang gửi ở bên nhà con. Sau tới mùng sáu Tết, họ sang lấy về, mà họ lại không đưa cho nhà con một chút tiền lọc nào cả. Con kính bạch thầy, như vậy có phải là họ đã lấy hết lọc của nhà con về nhà họ rồi không ạ? À? Con mong thầy giảng giải giúp con, tại vì dạo này tâm con suốt ngày bất an lo sợ ạ. À? à đây là cái bạn nguyễn ánh này nói rằng cái ông hàng xóm á, trước tết ấy, cuối năm ông mang một ít đồ xong gửi đến nhà mình ông biết làm sao lại mang đồ sang gửi nhà mình chắc cái chuyện nhà người ta chật hay gì đấy hay thuê à, gì đó người ta gửi thế rồi đến mùng 6 tết vừa rồi thì người ta sang người ta lấy đồ về xin đồ về nhưng mà lại không cho nhà bạn ấy một chút lộc lá nào tức là không biếu đồng lộc nào thế thì bạn mới hỏi là như vậy là như vậy là ông mang hết lộc của nhà mình về nhà ông rồi, đó. Thế và bạn ấy cảm thấy bất an, nên bạn gửi câu hỏi. Ừ. Thế thầy xin chia sẻ với bạn Nguyễn Ánh và đại chúng thế này, cái tâm lý về đầu năm ấy, nó rất nhiều thứ chuyện. Đại chúng theo ông đầu năm đủ thứ phải kiêng phải cữ phải này phải khác. nào là không quét nhà, nào là không thế nọ không thế kia. Đấy, cái đầu năm cái, cái 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 văn hóa đầu năm rất nhiều chuyện. <laughs> nào là bước chân phải, nào là bước chân trái rồi là mang cái này về chó đến nhà hay là mèo đến nhà nhiều thứ chuyện lắm Đấy. thế thì bạn này cũng bị trong cái tình trạng đầu năm chắc là nếu là cuối năm thì không sao nhưng mà đầu năm mới mùng sáu tết thì gọi là ngày lộc lá mà ông lại sao ông bê đồ ông về nhà ông thì chắc là hút hết lộc của nhà mình về nhà ông rồi nên cái tâm lý đầu năm thế thì thầy xin thưa với bạn nguyễn ánh thế này cái chuyện lộc đó, thì nó không phải cái chuyện ai mà lấy của ai được Lộc là do phúc mà sinh ra. Chúng ta có phúc đức thì chúng ta sẽ có lộc lá. Thưa đại chúng, nhà, chứ không phải lộc là do cái chuyện bê đồ vào hay bê đồ ra đầu năm. Đấy, trước đây Phật tử chúng ta không học Phật Pháp cũng thế. Đầu năm là cứ đi đến chùa là hái trụi hết cả cái lộc lá của chùa, cây của chùa. Cái Tết xong là cây nào không sơ xác hết, đến lá già cũng không còn luôn. Đại chúng thấy cũng khổ không? Mấy cái cây ở chùa là khổ nhất mấy ngày Tết. May nhiều năm gần đây là thầy giảng về cái chuyện này rồi cho nên là chùa ba vàng cây thì còn nguyên không thì cũng trụi hết <laughs> vì cái tội này cái tội đi hái lộc đầu năm nghĩ là lộc là đấy cứ cành non trồi lộc là bẻ cho bằng sạch rất là dở luôn rất sai và rồi cả năm đấy đi bẻ cành lộc về giống có dầu lên được đâu mà lại còn mắc cái tội ăn trộm của tam bảo nghèo đi anh em như vậy á bạn phải hiểu, thứ nhất, ấy, lọc của chúng ta ở đời này ấy. ở đời này mỗi người có một cái lọc khác nhau. Gọi chữ lọc cho nó vui chứ thực ra gọi là cái, cái tài sản. Thường chúng ta hiểu cái lọc đấy là cái tài sản. Không? Hay là một cái lợi ích, lợi lọc chúng ta gọi là lọc. Nhưng mà lọc ấy ở đâu ra? Từ phúc báu của chúng ta sinh ra. Chúng ta có phúc báu, có đức tốt thì nó sinh ra cái lọc cho chúng ta thì mới gọi là lộc chứ còn đi ăn cắp về không gọi là lộc đâu thưa đại chúng đi ăn cắp đi ăn trộm về ôi hôm nay tôi có lộc lắm không gọi ai gọi đấy là lộc cả lộc là cái mà nó phải đem đến một cái rất là chính đáng rất là tốt đẹp mới gọi là lộc chứ bảo anh ăn cắp hôm nay tôi đi ăn cắp từ được lộc không có ai chuyện đi ăn cắp mà được lộc cả gọi là lộc đấy cả lộc là phải từ những cái việc tốt lành từ phúc báu từ cái đức hạnh của mình nó sinh ra thế thì đối với nhà phật thì nói sao chúng ta thấy là À, thầy nói dân gian mình thì hay nói đến ông tam đa ông phúc ông lộc ông thọ đúng không nhà nào cũng thế thường rất thích mua ba ông tam đa đa tức là nhiều đa phúc đa lộc đa thọ mang về để nhà ừ, mà cũng mong muốn là ba ông này để trong nhà là ông sẽ gọi phúc gọi lộc gọi thọ về cho mình và mà các cụ ngày xưa cũng xếp rất hay là phúc lộc thọ ông phúc phải đi đầu rồi mới đến ông lộc có ông lộc là có của ăn của đẻ thì mới thọ dài được. đói quá khổ quá thì chết sớm. cho nên ông phúc ông lộc ông thọ ba ông đi liền với nhau. đó thế. thế nhưng mà sự thật đấy thì ba ông phúc lộc thọ để trong nhà mà mình không biết làm phúc thì cũng không có. phải không thưa đại chúng? nó rất rõ thôi. thế Đức Phật dạy sao? cái lộc về tài sản, cái phúc về tài sản thì chúng ta phải biết bố thí cúng dường phải gieo cái nhân bố thí cúng dường thì sẽ có cái phúc lộc về tài sản, à, thì chúng ta sẽ được tài sản. cái chuyện đấy là câu chuyện ngàn xưa rồi, chắc chắn là ai có bố thí, ai có cúng dường nhất khoát cái việc đấy sẽ sinh ra chúng ta cái phúc lộc về tài sản. không trước thì sau sẽ phải nhận cái lọc đó, không nhận cũng không được. thưa đại chúng phúc thì không nhận cũng không được, nó phải tự đến, và nó bắt phải nhận đấy chứ, đó. không muốn nhận nó vẫn phải nhận, Lạ vậy đấy. Đó chúng ta muốn được cái lọc về sức khỏe à, về trường thọ thì chúng ta phải phải gieo cái nhân giúp đỡ mọi người không sát sinh cứu vớt bệnh nhân chăm sóc mọi người từ tâm yêu thương đó chúng ta muốn được cái lọc về gia đình hạnh phúc con cái thì chúng ta phải phải gieo cái nhân giữ giới gì không ngoại tình à, phải biết sống lành mạnh thủy chung đó chúng ta muốn được cái phúc lộc về về danh dự sang cả thì chúng ta phải gieo cái nhân chân thật không dối trá lọc lừa đấy chính thầy nói là năm giới là đem lại năm cái lộc phúc cho mình nữa tu ngũ giới thì đem ngũ phúc về nhà là thế nữa rõ ràng và nhân quả như vậy mà đấy nó rất chân chính luôn đấy, chứ không ai có thể đến nhà mình lấy hết lộc của mình đi được vào wow, không ai đến lấy hết lộc của mình được đâu chúng ta là phật tử và cả bạn này thế bạn nguyễn ánh cũng không nên bao giờ tin rằng người ta đến người ta sách đồ mà đồ người ta gửi chứ không phải là đồ của nhà mình đâu phải không? người ta xin về mình đã cho người ta gửi thì bây giờ người ta đòi về thì bình thường rồi lại bắt người ta phải cho tí lộc nó thế nào cái chuyện đấy là rất là sai phải không người ta cho hay không là quyền người ta chứ phải không và không ai có thể lấy mất lộc của mình chúng ta nhớ riêng cái phúc là không ai ăn cắp được Tài sản có thể chúng ta bị người ta ăn cắp, nhưng phúc là không ai ăn cắp được. mà phúc ấy sẽ sinh ra lộc cho chúng ta. Đấy. Thế cho nên chúng ta muốn có lộc thì phải có phúc đức, phải tu phúc đức và gieo những cái nhân thiện như thế này thì chúng ta mới có lộc được nhé. Và đừng bao giờ sợ mất lộc, chúng ta cứ cho thoải mái đi, không sợ gì. Càng cho lại càng có lộc. Thầy xin đọc câu hỏi từ tài khoản TikTok của bạn Toàn. Bạn ấy hỏi thế này, Bạch Thầy, Thầy cho con hỏi à, ngày xưa bố mẹ con chia tay nhau. Con thì ở với mẹ, sau khi bố mẹ con chia tay thì cả bố và mẹ đều đi bước nữa. Bây giờ bố đẻ con và cả bố dưỡng con đều đã mất. Con là con trai, con muốn bốc bát hương và thờ di ảnh bố dưỡng con. Thầy cho con xin hỏi là con có thờ bố dưỡng, chung ban thờ với bố đẻ con được không ạ? À? Con xin Thầy cho con biết ạ, à. con xin cảm ơn Thầy à là bạn toàn bạn hỏi là bây giờ hỏi về cái việc là có thể bốc bát hương thờ bố dượng chung một ban thờ với bố đẻ được không vì bố mẹ đẻ của bạn ấy chia tay nhau rồi thì mẹ bạn cũng đi bước nữa rồi bố đẻ cũng đi bước nữa bạn ấy thì ở với mẹ phải không? Rồi thì mẹ sau có bố dượng thì giờ bố dượng cũng chết rồi phải không? thì bây giờ bạn muốn bốc là con trai mà thì bốc văn hương thờ cả bố dượng được không thế thì thầy xin chia sẻ với bạn toàn thế này cái việc thờ cúng là để bày tỏ cái lòng kính trọng lòng biết ơn lòng hiếu kính thế thì cái chữ hiếu ở đây trong đạo phật chúng ta thì hiếu với cha với mẹ thì là đúng rồi với tổ tiên là đúng rồi nhưng mà còn hiếu nó rộng hơn nữa không? Đấy. bác hồ cũng có nói đấy không phải chỉ hiếu với cha mẹ mà hiếu cả gì với dân với nước nữa cơ mà, đấy chữ hiếu nó nâng tầm lên thế, đấy là bác hồ chủ tịch hồ chí minh ta đã nâng cái tầm chữ hiếu lên là hiếu cả với dân với nước, chứ không phải hiếu với cha với mẹ, đấy. những người có công chúng ta cũng thờ phụng được, có công với với dân tộc với đất nước, à wow, các anh hùng các chiến sĩ ta cũng thờ được. thế thì ở đây nhá, bố dường của bạn ấy chắc là trong thời gian sống với bạn chắc cũng giúp đỡ bạn, phải không? cho nên bạn mới nghĩ đến cái chuyện phụng thờ chứ nếu mà ông mà cay nghiệt độc ác thì chưa chắc đâu và nghĩa là đối với bạn ông cũng có ân đấy và ông cũng có cái ân cũng giúp đỡ bạn khi mà mẹ bạn đi bước nữa và đó thế cho nên cái việc mà thờ là cái việc bình thường hoàn toàn không có lỗi gì cả và trên ban thờ bạn có thể thờ cả bố dượng cả bố đẻ đều được ừm là kể cả thờ mẹ đẻ lẫn mẹ kế cũng được không có sao tức là đều là cha mẹ cả đấy à, ngày xưa thì người ta đều là cha là mẹ cả đấy Tôi đại chúng thì chúng ta là phần làm con chúng ta thờ được hết không có lỗi gì cả nhé và không phải vì thờ chung một ban thờ mà bố đẻ tức nhau với bố dưỡng mà đánh nhau với bố dưỡng không phải chuyện đấy không phải chuyện đấy cái đấy không phải nha yeah mỗi người đã hoàn thành phận sự của mình rồi à, bố đẻ cũng xong việc rồi mà bố, bố dượng cũng xong việc rồi mỗi người là một, đóng một cái vai trong một cái vở kịch với mẹ của mình xong rồi à, cuộc đời nó như là một cái vở kịch ấy mà thưa đại chúng cái vai diễn mỗi lúc người ta diễn một vai nó nhiều vai lắm trong cuộc đời này chúng ta thủ nhiều vai lắm cho à, nên ai, ai cũng là những vai diễn trong cái tuồng đời này thôi hoàn thành rồi. Đấy, thế thì còn ở đây với cái nghĩa là con vào thì bạn đều có thể thờ được nhé, dù là bố dưỡng và kể cả những người mà gọi là bố nuôi mẹ nuôi mình còn thờ cơ mà. Rất nhiều bạn bố mẹ chết rồi nhận bố nuôi mẹ nuôi hoặc là được bố mẹ nuôi nuôi dưỡng thì mình vẫn phải thờ phụng chứ. Vào. hoặc là chẳng phải là bố mẹ nuôi một ai đó giúp mình công ơn lớn với mình mình đều phải thờ cả nên thờ cả cái đạo lý thờ phụng là cái đạo lý biết ơn. Đền ơn biết ơn cung kính, cái đó là tốt. Thế cho nên bạn hoàn toàn có quyền có thể được phép thờ cả bố dưỡng, bố đẻ mà mẹ đẻ rồi là à, mẹ của bố bạn, bố đẻ bạn ấy, mình gọi là mẹ kế đấy. Đều thờ được hết. Và đúng là bạn là con trai đều phải thờ cả, coi như là thờ cả bốn cụ. Đều thờ được nha. Yeah. À, cái việc đó không có lỗi, về đạo làm con là không có lỗi, hoàn toàn là đều được. nhé Thế còn à, ở thế giới bên kia các cụ ấy ứng xử với nhau thế nào là quyền của các cụ ấy. Mình không can thiệp được, còn mình là bổn phận mình cứ làm tròn. Nghe không?